Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em lên cho các bác mẫu xe Rock Rider, là một chiếc xe đạp mang mang thương hiệu của Peterwin. Đấy, một chiếc xe đạp mang dòng thương hiệu Peterwin. Thì Rock Rider là mẫu xe địa hình phổ biến của cái dòng này. Dòng Peterwin. Peterwin là thương hiệu của Pháp và được sản xuất tại Bồ Đào Nha. Thiết kế khung rất là chắc chắn, tạo cảm giác khỏe khoắn, rất là thể thao. Nước sơn nguyên bản, xe là nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng. Nước sơn xám rất là đẹp. Toàn bộ phần sơn của chiếc xe thì còn rất là mới, hầu như là trên xe là không có vết xước nhỏ là đáng kể. Rock Rider sử dụng bộ đề của S-Jam X3. Nếu như các bác chưa biết thì S-Jam là thương hiệu của dòng xe đạp của Mỹ, cũng rất là nổi tiếng. Nó cũng phải 18-110 với cả Shimano. Trên ghi đông thì chiếc xe được một ghi đông cong hỗ trợ leo núi, một bộ tay bấm của S-Jam, phanh đĩa. Bánh ở chiếc xe là bánh 27,5 inch. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề này, các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 44 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm của phốt là 54 cm. Thì chiếc xe có size là size S, size cho người từ 1m62-63 đến là 72-73 đi là phù hợp. S6 đi cũng vừa. Để ép giam 8 tầng lít và 3 tầng đĩa, chuyển động rất là mượt mà. Chiếc xe đang bán với cửa hàng bên em với mức giá chỉ có 5 triệu 8 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh.